đây trời mưa rồi. Bây giờ thì Yến đang đi hái rau mà mưa rồi, thôi giờ đi hái lẹ đi về. Đi thôi, không đi kia đi. À đây là rau nhút đó mọi người. Rau nhút này à. Không lẽ hái một mình nữa trời. Rau nhút này á, nó giống như bà con với lại hoa trinh nữ hay sao mọi người nhìn á. Mình hái xong cái nó cứ kéo lại, cái gì xếp lá lại, khép lại nó khỏe. Khi nào nó mới mở ra? Khi nào mình nấu mình ăn xong mới nở ra. Vô bụng mình sao mà nở ra. Quay anh với lại Yến với anh thấy. Chụp hay là quay? Quay đi. Đầu quay đi. Sẽ kẹo xuống đây. Sâu lắm đó. Này nó mới dùm rồi ta. Thở gì vẫn mới dùm thế này. Yến sẽ bò xuống đây hái rau. Ê! Gì trời? Bà chó. Chó lên đây coi. Ơi. Cái rau không nguyên với bà nè. Sắp nó con chó nó sắp bự hơn mình luôn mọi người. Đây. Mình sẽ mở xuống đây. Ôi quá trời rau luôn mọi người ơi. Chiều nay em đi câu cá về cho má ăn chưa. Ôi cọng này nó bự ghê luôn. Non nhút luôn. Ôi, cá nhiều ghê luôn á mọi người, đọt cái chân xuống ghẻ chân luôn á. Thấy ghê thiệt. Đâu để móc lên con cá mọi người coi. Chết cá kìa ta. Em móc lên con cá. Nó cắn. Nó cắn á. Ôi ghê quá. Nhiều ghê luôn á. Nè. Không để móc lên con cá mọi người coi mọi người tin. Em móc lên con cá. Ê cho chủ hầm nó cứ đá được mình không vậy? Dính luôn á. Ôi nhưng mà nó chạy hết rồi. Nó tay em thò xuống chạy. Nó chích một cái là nhở nhở đây. Nó chơi á mọi người. Mặt mình thật chân thì đụng nó. Thôi đi vô đi.
kìa. Bị mỏng lửa nhỏ thôi. Nhỏ quá nó cắt mà lớn quá thì nó. Này rau nhút thì Yến đã luộc sơ rồi mọi người, bây giờ thì mình xào xong bỏ gia vị vô mình trộn đều thôi. Rau nhút thì chín quá nó sẽ bị dai nên là mình trộn xong là được rồi, ăn được rồi. Giờ thì mình vớt ra lại cái gì sẽ bỏ vô đây. Thấy miếng tỏi này luôn. Miếng tỏi nè, nó dính vô rau hết rồi. Xong rồi.